Vâng, em xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại kênh review chia sẻ với sản phẩm về điện máy. Trong cái video lần này thì em muốn cập nhật cho mọi người top 3 dòng TV của Samsung năm 2021. Hứa hẹn sẽ là dòng TV bán chạy nhất của dòng Smart TV 4K năm 2021 của Samsung. Ba con này sẽ có ký hiệu lần lượt là AU7000, AU8000 và AU9000. Đây là ba dòng Smart TV 4K được thay thế cho ba con TU7000, TU8100 và TU8500 của 2020. Đối với những khách hàng mà đã sử dụng lựa chọn Samsung năm 2020 và các năm về trước thì cũng đã biết được ba dòng model này, thì luôn là ba dòng Smart TV được nhiều khách hàng lựa chọn nhất trong các phân khúc của TV Samsung 55 inch hoặc là 65 inch. Rất nhiều các khách hàng lựa chọn ba dòng TV này. Thì trong cái video này mà em muốn giới thiệu cho mọi người từng con một để mọi người được biết là cái thiết kế cũng như là tính năng của từng con, những cái tính năng đặc biệt nhất của trên mỗi con nó như thế nào mà được mọi người yêu thích đến vậy. Đầu tiên thì trước mắt mọi người đây là dòng AU8000. Phía dưới của nó sẽ là dòng AU7000. Dòng TV AU7000 sẽ có nhiều phân khúc khác nhau cho mọi người lựa chọn, như là các phân khúc như 43 inch, 50 inch, 55 inch, 65 inch và 75 inch. Dòng TV AU7000 sẽ được thiết kế của năm 2021 cũng sẽ giữ nguyên được thiết kế của con TU7000 hay là con TU8100 của năm 2020. Thiết kế chân hình chữ V ở phía dưới rất chi là quen thuộc đối với khách hàng, và thiết kế tràn viền ba cạnh cho mọi người. Phần phía dưới thì vẫn giữ nguyên và thiết kế dày khoảng độ 1 cm mọi người nhé. Và phần TV TU7000 của năm 2021, về phần thiết kế ở lắp sau lưng thì cũng được thiết kế giữ nguyên so với năm 2020. Phần viền của nó thiết kế khá chi là dày. Con TU7000 thì vẫn sẽ được chạy nét nền mọi người nhé. Chạy nét nền do đó là cái phần lồi ra phía đằng sau nó tương đối là nhiều. Đối với dòng TU7000 thì mọi người sẽ không có đi kèm điều khiển thông minh và chức năng tìm kiếm giọng nói. Tuy nhiên thì TU7000 vẫn sẽ sở hữu đầy đủ các cái tính năng cho mọi người giải trí. Đó là có trình duyệt YouTube hay là kết nối Internet, có ứng dụng của TizenOS trên dòng AU7000. Giúp cho mọi người tải thêm các ứng dụng cũng như là chia sẻ các hình ảnh video từ điện thoại lên một cách đơn giản nhất trên dòng TU7000. Từ TU7000 thì mọi người cũng có thể kết nối Bluetooth rồi, rất chi là tiện lợi rồi. Đấy là dòng TU7000 mọi người nhé. Giờ giá thành của TU7000 nó sẽ rẻ hơn so với các dòng như là AU8000, AU8000 hay là AU9000, tầm độ 2-3 triệu đồng. Nếu mà mọi người có sở thích hay là có nhu cầu cao hơn, có thể lựa chọn con AU8000 này. Đây, con AU8000 thì nó sẽ là model thay thế cho con TU8100 của năm 2020. Đối với AU8000 thì mọi người sẽ có thêm những cái thiết kế đặc biệt hơn và có những trải nghiệm nó lạ mắt hơn so với năm 2020 trở về trước. Thiết kế của con AU8000 này, nó phần chân nó sẽ khác, nó sẽ bỏ cái phần chân hình chữ V đi, và chân của nó sẽ chân hơi bẹt một chút và thấp hơn so với các năm 2020. Đây là phần chân. Phần màn hình của năm nay AU8000 thì sẽ được chạy led viền thì nó sẽ được thiết kế mỏng hơn mọi người nhé. Thiết kế phần nắp lưng mỏng hơn, nó không có phần lồi ra nữa. Với thiết kế siêu mỏng như vậy thì đối dòng AU8000 nó sẽ giúp cho nổi bật hơn cho cái căn phòng của mọi người, và mọi người nhìn nó sẽ bắt mắt hơn. Còn thiết kế thì nếu mà mọi người treo tường lên thì em cảm nhận được cũng giống như con TU7000 mà thôi, không khác gì nhau cả. Trừ khi mọi người để trên kệ thì dòng AU8000 nó sẽ có thêm cái lợi thế là phần thiết kế đẹp hơn. Ngoài ra thì AU8000 trở lên thì mọi người sẽ có thêm chức năng là tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt với một chiếc điều khiển thông minh One Remote nữa. Đối với dòng này thì ngoài những cái chức năng như vậy thì AU8000 nó sẽ
chuyển động mượt mà hơn và hình ảnh sắc nét hơn so với dòng TU7000 mọi người nhé. Nó sẽ hơn hai cái tính năng, đó là điều khiển thông minh và tìm kiếm giọng nói. Tính năng nó sẽ mượt mà hơn và thiết kế đẹp hơn. Giá thành nó sẽ chênh so với con TU7000 tầm độ. Đồ gỗ Lợi Thất Tuấn Long xin kính chào quý khách. Xin quý khách dành 15 giây để đón xem sản phẩm đồng hồ tứ trụ phát cột hạt. Sản phẩm được làm bằng chất liệu gỗ mun đôi công, được tuyển vân chọn gỗ kỹ càng. Chiều cao là 2m3, chiều rộng là 95cm. Giá bán 11.800.000 đồng. Giao hàng vận chuyển miễn phí 50 km, bảo hành lên đến 15. Quý khách hàng mua hàng liên hệ số điện thoại 0961033970. Và con cuối cùng thì là con AU9000. Dòng AU9000 thì sẽ là dòng model thay thế cho dòng TU8500 của 2020. Đối với dòng AU9000 trở lên, mọi người sẽ có những trải nghiệm mà khá chi là khác biệt so với dòng TU8500 của 2020 mọi người nhé. Thiết kế của AU9000 đặc biệt khác biệt hẳn so với năm 2020. Phần chân sẽ không còn hình chân hình chữ V như mọi năm, như con TU8500 mọi người xem ở trước kia. Chân không còn chân hình chữ V và thiết kế mỏng, siêu mỏng. Thiết kế tràn viền siêu mỏng cho mọi người. Mỏng, siêu mỏng. Siêu mỏng này thì cũng giống như con AU8000 mà thôi. Nó vẫn sẽ chạy led viền mọi người nhé, led viền. Và phần mỏng của nó thì được ký hiệu ở phần phía viền của màn hình, viền trên và hai viền cạnh, viền rất chi là mỏng và nó không có phần bẹt nhô ra, phần bẹt nữa, mà nó phần của nó sẽ là phần hình vuông góc với nhau, hình sắc nhọn ở phía trên này. Đây mọi người để thấy. Đấy là phần thiết kế của con AU9000. Còn về phần tính năng của AU9000 so với TU8500 thì cũng không có gì khác biệt cả. Nó vẫn sở hữu đầy đủ những tính năng của con TU8500, mà chỉ khác biệt duy nhất là phần thiết kế mà thôi. Giá thành của AU9000 nó sẽ chênh so với AU7000 tầm độ hơn 2 triệu đồng và so với AU8000 tầm độ hơn 1 triệu đồng. Đấy, tính năng thì sẽ vượt trội hơn so với dòng AU8000 mọi người nhé. Dòng AU9000 sẽ có thêm tính năng là Multiview, chia đôi màn hình. Còn AU8000 không có. Kết nối các kết nối và giác cắm bình thường giống nhau. Từ AU9000 mọi người sẽ có thêm đèn, hai đèn nền giúp cho hình ảnh tươi sáng hơn. Mọi người xem cùng một thước phim thì con AU9000 nó sẽ sáng hơn, màn hình nó sẽ sáng hơn. Đấy là những đặc điểm khác nhau và giống nhau của ba dòng TV AU7000, AU8000 và AU9000. Hứa hẹn thì ba model này sẽ là ba model bán chạy nhất của Samsung năm 2021. Mọi người có nhu cầu mua sắm thì có thể liên hệ trực tiếp với website của Ecomark mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái clip của em. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo.